Xin chào mọi người trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm xin giới thiệu về mạch điều khiển LED RGB12A của OLED. Đây là mạch. Mạch có chức năng là điều khiển LED. Đây là cấu tạo của mạch. Nguồn vào là từ 3 đến 12V. Và các đầu ra cho LED 7 màu RGB. Trên bo mạch có các phím chức năng. Đây, phím tăng giảm cái tốc độ và độ sáng của LED. Chọn chế độ đơn sắc hoặc là đa. Có LED hiển thị gồm một LED RGB dán 5050 để hiển thị cái trạng thái của đầu ra, đồng thời cũng có một LED 7 thanh để hiển thị các chế độ, và cũng có thêm một cái mắt thu hồng ngoại để sử dụng điều khiển từ xa. Bây giờ mình sẽ tiến hành test các cái chức năng và các cái hiệu ứng của mạch điều khiển này. Thì nay mình sẽ test với lại đây LED dây LED lên và test RGB 10W. Thì mình sẽ test với LED này trước. Bây giờ mình tiến hành kết nối. Thì trước khi kết nối với LED này, mình cần phải tính trở cho LED để LED được sử dụng bền hơn. Đây là công thức tính trở cho LED này. Ok, từ đây mình đã tính ra được ba con trở 5W. Bây giờ mình tiến hành hàn trở với LED. Đây là LED đỏ này, ở giữa là LED xanh là cây, ở bên ngoài này là xanh dương. Thì LED này hoạt động rất là nóng nên là mình cần một cái dây tản nhiệt. Đây. Và một cái tấm cách điện. Ok, mình đã cố định nó chắc chắn rồi. Thì ở đây video này là mình làm để test cho các bạn xem cái hiệu ứng của nó, nên là làm nó hơi xấu thì các bạn có hoa tay thì có thể làm đẹp hơn và trang trí tùy vào ý thích của. Bây giờ mình sẽ tiến hành đấu dây vào mạch điều khiển. Yeah.
thì bây giờ mình sẽ tiến hành cấp nguồn 12V vào. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành sử dụng các cái phím chức năng ở trên này. Thì đơn này, đầu tiên là phím đơn nhá. Đơn này mình sẽ chọn được cái chế độ LED đơn, nó sẽ hiển thị từng màu. Nhấn tiếp để chuyển các màu khác nhau. Đây, các bạn có thể chọn màu từ tùy thích. Rồi đến đa, đa là thì là sẽ chuyển sang chế độ nhiều màu. Có thể các cái hiệu ứng là mình có thể chuyển bằng cách là này, có 7 hiệu ứng. Đây, 7, 1, 2. Đồng thời cái LED này nó cũng hiển thị 3, 4, 5, 6, 7. Thì để tăng giảm cái tốc độ nháy của LED thì mình có thể đây, có nút tăng và nút giảm. Giảm này. Đây. Tăng này. Thời thì cái lúc này cũng có thể là dùng để tăng giảm cái cường độ ánh sáng của các LED này. Độ sáng giảm dần, có 20 mức sáng. Và cái tốc độ nháy vừa rồi cũng có 20 mức nhá. Đấy. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái tay điều khiển từ xa này. Thì các cái chức năng cũng tương tự. Đây. Có thêm chức năng bật tắt này. Tắt này. Bật này. Chế độ LED đơn. Màu trắng này. B. Và đây có 10, tất cả có 16 màu. Này. Đây, và mình nhấn flash này để chọn chế độ đa sắc. Cũng đồng thời cái trên này cũng hiển thị từng chế độ. 2 3 để tăng giảm cái tốc độ nháy mình cũng sử dụng hai phím này. Đây. Tăng này. Đó. Rồi. Cũng điều chỉnh được cái cường độ ánh sáng bằng hai cái phím đó. Đây, giảm này. Các bạn thấy nó giảm này. Tăng này. Ok. Thì vừa rồi là mình test với lại LED RGB 10W. Bây giờ mình test với lại LED dây. Thì bây giờ mình sẽ test qua về cái LED dây dán này. Cái loại LED dán 5050. Cũng có 3 chân. Thì LED này mình chỉ cần đấu dây vào thôi. Chân dương này. Mặt đỏ này. Mặt xanh. Cấp nguồn 12V.
thế. Đó. Các chức năng. Các cái chức năng cũng tương tự. Cái dây này thì tiện lợi hơn là mình không phải khàn gì cả, thì mua về đấu là xong. Thì cái manh này mình có thể ứng dụng để trang trí các ngày Tết, trong bể cá, cây cây thông rồi cây quất, cây đào đấy, sử dụng trong cái các cái đám cưới, các cái lễ hội mà cần đến ánh sáng lung linh. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình.